Chào anh em nhà mình nha. Chiếc mảnh nhỏ của anh em là chiếc KTM Đúc 390 đang chuẩn bị lăn bánh và chuyển về thành phố Đà Nẵng đây. Video trước thì mình cũng nói là chiếc xe này chuyển về Đà Nẵng cho một vị khách nước ngoài. Thì mình cũng đã quay cận cảnh chi tiết cái màu sắc này để cho anh em nhà mình xem rồi. Bây giờ quay cái quy trình mà chuẩn bị chuyển đi sẽ như thế nào đây. Thì sẽ dán rất là kỹ càng. Bằng bảo dán từng chi tiết. Dán bằng giấy bóng. Không tiếc bao ni lông. Dán bằng cái này thì các tác động từ bên ngoài như là cát đá hay là những cái vật thể mà nhiều khi nó va vào thì cũng không có ảnh hưởng nhiều. Đó, nói chung là các anh vận chuyển thì rất là kỹ càng rồi. Để bảo vệ một chiếc xe tối đa khi mà bắt đầu lên xe lồng để chuyển đi thì sẽ còn gia cố tiếp nữa. Sẽ còn dán tiếp nữa, còn bảo vệ tiếp nữa, cho nên là các anh chị hiện giờ mà mình đang ở xa mình mua xe thì anh chị em nhà mình an tâm nha. Rồi, một vài thông tin là như vậy thôi. Cũng cảm ơn những khách hàng ở gần xa trên toàn quốc. Đây là khách hàng ở Đà Nẵng. Đây là một chiếc xe ở Đà Nẵng. Đặt mua chiếc xe này từ thành phố Đà Nẵng luôn. Vận chuyển như xe hơi đúng không? Rồi, các anh em nhà mình mà có mua xe thì an tâm tuyệt đối ha. Công ty KTM và Husqvarna sẽ chuyển cho anh em tận nhà. Anh em chỉ có việc là cà thẻ, chuyển tiền thôi. Còn toàn bộ xe thì anh em mình là không cần phải lo. Ngồi ở nhà nhịp đùi uống cà phê, nhận xe. Rồi, thông tin cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng là những sản phẩm của KTM và Husqvarna sẽ mang lại cho anh em thật là nhiều niềm vui nha. Đó, anh em mình đang cần lái thử thì anh em mình đến showroom để lái thử nha. Rồi, qua video này thì cũng chúc anh em thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều những cái chuyến đi ở trên KTM và Husqvarna. Xin chào.